Từ nhỏ Lương Hinh rất vụng về. Mỗi lần ăn cơm với Lương Hinh, trên người đều dính đầy thức ăn. Chèn một bức tranh vào chỗ này. Đúng rồi, ở đây. Ở đây. Đúng rồi, được rồi. Em nắm rõ phần mềm này hơn cả anh đó. Còn gì nữa không? Sửa đừng kể luôn. Chỗ này. Đúng rồi, chỗ này. Sao ngồi cách xa anh vậy? Mùi đàn ông trên người anh nồng lắm hả? Cô Tổng à, chúng ta đang làm việc. Chào cô, tôi là bạn cô Tổng. Tôi đưa ít đồ cho anh ấy. Vậy cô gọi điện cho cô Tổng nha. Hoặc cô nhờ cô Tổng điện thoại cho chúng tôi. Như vậy chúng tôi mới có thể cho cô vào được. Tôi đi gấp quá, quên mang điện thoại. Hay là nhờ cô điện thoại cho anh ấy giúp tôi. Dạ được, cảm ơn cô. Alo, xin chào. Tôi biết rồi. Cô Tổng à, có người tìm anh, nói là muốn đưa đồ cho anh. Anh đang bận, em lấy giùm anh nha. Chắc cũng không phải đồ quan trọng đâu. Dạ được, tôi biết rồi. Cô Tổng, anh coi ai tới nè. Em đem thức ăn ngon tới nè. Lương Hinh, sao em tới đây? Em biết thứ bảy mọi người tăng ca nên mang đồ ăn tới. Có cua nữa hả? Lương Hinh, em làm hết hả? Đúng rồi. Bữa ăn em chuẩn bị sẽ không bị dư đâu. Phương Mai, để anh giới thiệu nha. Đây là một cô gái rất đúng chuẩn. Để coi thử sắp tới gả em được chưa nha. Phương Mai à, nhiều đồ ăn lắm. Em gọi đồng tổng qua ăn chung nha. Dạ được. Em không ăn đâu, em có việc cần làm. Chờ chút, chờ chút. Sáng nay chưa ăn gì mà ngồi ăn đi. Không, em lại đây ngồi xuống. Không ăn sáng sẽ bị hại bao tử đó. Hai người ăn đi nha. Anh đi gọi đồng tổng. Vào đi. Qua chỗ tôi ăn cơm đi. Bạn tôi tự tay làm đó. Bạn anh tự đem qua à? Đúng rồi. Tôi sẽ giới thiệu hai người luôn. Không phiền mọi người. Mọi người cứ ăn đi. Phương Mai cũng ăn chung mà. Qua đi ha. Nhanh lên. Cô ăn trước đi. Chờ đồng tổng và cố tổng luôn. Không sao mà. Không cần đâu. Cứ ăn đi. Không cần đâu. Cảm ơn cô nhiều. Họ vẫn chưa tới. Để tôi chia cho. Xin lỗi. Xin lỗi. Không có gì, không có gì. Không sao đâu. Để anh, để anh. Từ nhỏ Lương Hinh rất vụng về. Mỗi lần ăn cơm với Lương Hinh, trên người đều dính đầy thức ăn. Chuyện đó không sao. Em vào nhà vệ sinh một chút. Thật ngại quá. Không sao. Cẩn thận một chút. Đừng có làm dơ đồ anh nha. Chiều nay anh còn gặp khách hàng đó. Em đã ăn rồi, anh ăn đi. Em về trước nha. Thứ bảy rồi còn làm hả? Công ty mới gọi kêu em đến làm việc. Em đi trước đây. Lương Hinh à, cảm ơn em nha. Ánh mắt của đồng tổng nhìn Lương Hinh rất lạ.